Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, thật là chính đáng. Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đáng, và xin ơn cứu độ cho chúng con. Cha là sự giàu an lạc tấn phong qua một Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, làm đứng một đời đời và làm vua vũ trụ, để khi hiến thân trên bàn thờ thập giá, làm lễ phẩm hòa giải và tinh tuyền, người hoàn tất mầu nhiệm vũ trụ chúng con, khi đã bắt mọi loài quy phục quyền bính mình, người trao lại cho Cha và Đấng Uy Linh cao cả một vương quốc vĩnh cửu và vô biên, vương quốc tràn đầy sự thật và sự sống, được đầy tràn ấm sủng và thánh thiện, đầy tràn tình thương, công lý và bình an. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển và tôn hô rằng: cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, chính người cầm lấy chén tạ ơn Chúa dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Thân thể một tinh thần trong Đức Kitô
Nguyện xin Chúa thánh thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dân tiếng Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là Đức Trinh Nữ Maria, Đức Thánh Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh Tông đồ và các thánh tự đạo Hiển Vinh, cùng với các thánh tự đạo nước Việt Nam và toàn thể các thánh. Vì chúng con tin tưởng các ngài muốn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin ban sự hộ của Thánh Chúa trên đường lưỡi thứ trần gian, được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với đôi với Chúa Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giáo Mục Kevin, các Đức Giáo Mục Phụ tá là Timothy và Thành, cùng toàn thể hàng giáo hội giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân Thiên Chúa. Xin Chúa thương nhận lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp chúng tôi nhà Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã lên trần và mọi người làm việc các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và các bạn quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa khỏi thế. Xin thương những khách thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người Cha ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn quờ muôn đời. Và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ.